cái thử thách này là ban đầu cũng có một chút lo lắng là chỉ có những các bạn trẻ mới tham gia mà thôi. Nhưng rất là bất ngờ đó là chúng tôi đã nhận được tới 2.000 lượt đăng ký trải dài khắp các độ tuổi. Thông qua chương trình này, chúng tôi muốn lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực đến cho cộng đồng ở tất cả mọi độ tuổi khác nhau. Việc tập luyện và nâng cao sức khỏe là dành cho tất cả mọi người ạ. Thành lập từ năm 2007, California Fitness and Yoga hiện là chuỗi phòng tập thể dục thể thao lớn nhất Việt Nam với 35 phòng tập trên toàn quốc. Đánh dấu cột mốc 15 năm thành lập, thương hiệu ra mắt hàng thể tập Iconic mới được đúc hoàn toàn bằng vàng 24K, trị giá hơn 170 triệu đồng. Điểm đặc biệt là thẻ này không mua được bằng tiền, mà bạn cần phải tham gia thi đấu chuỗi thử thách do California tổ chức để có cơ hội sở hữu nhanh nhất. Với mục tiêu hướng đến những điều tốt đẹp thông qua tập luyện thể dục thể thao, cải thiện sức khỏe, qua thông điệp những thành tựu xứng đáng nhất trong cuộc sống đòi hỏi bản thân phải nỗ lực tự giành lấy. Chắc chắn bạn không thể đốt cháy giai đoạn mà phải tự phấn đấu nếu muốn có được hình thể mơ ước hay sức khỏe, công việc thuận lợi. Và phần thưởng trong các thử thách thể thao của California sẽ thuộc về những ai luôn cố gắng nỗ lực tập luyện với ý chí vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, sẽ còn rất nhiều những món quà hấp dẫn khác và đặc biệt là giải thưởng người chơi được yêu thích nhất vẫn đang chờ đón tất cả mọi người. Trong hai thử thách thể thao tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, giải thưởng đặc biệt này đều đã thuộc về các cô bác lớn tuổi nhưng rất hăng say tập luyện thể dục thể thao. Vậy, bạn đã sẵn sàng tập luyện và thử thách giới hạn bản thân mình hay chưa? Hãy đến với thử thách Tiến về phía trước tại Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 11 tới.